review que kem chấm sô-cô-la. Thì có những que kem có sô-cô-la đen và sô-cô-la hồng, kiểu như là hương dâu đó cả nhà. Chấm một quất thôi. Review hộp kẹo dẻo. Một chiếc bánh pizza. Kiểu như là kẹo này nó giả giống như là cây quả nho tím cả nhà. Review xúc xích ăn liền. Này là kẹo mà kiểu như hình dáng nó giả là cây xúc xích đó cả nhà. Này giống như là kẹo bông đó nha. Khi mình ăn mình ngậm vào trong miệng thì cái này nó tự động nó tan luôn, khá là ngon đó nha.